Hồi nãy chúng nghĩ lên cái cây xà cừ này các bạn. Xà cừ này chắc quanh khoảng 150-160 à. Hai cây nữa các bạn. Đây một cây với bên đây một cây nha. Cây này thì nằm cặp dưới bóng đèn các bạn. Này là trong khuôn viên nhà thờ các bạn. Ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nha. Hồi nãy lên các bạn. Điện nào mở miệng hơi ngoài nó ra đó rồi. Dạ. Bên đây nhanh đây kéo mới được. Thì cắt đi đâu thấy. Ngay đó luôn. Ơi. Ngay đó luôn. Bởi vì mấy này ông phải dạng như là đầu chụp đầu hút đó.
này củi. Cây lớn nào mà cây củi. Nãy nó tiếp tục lên cây thứ hai luôn nha mà. Cái lóng dài lấy đó, không phải lấy cái lóng nãy lấy đó cãi không? Ai hải? Cắt xém hư của người ta đó. Lên trên luôn đi Hải ơi, rồi. Lên trên đó đó. Cho nó cắn vắn ngang đó. Đứng lên trên nó bấm cái đi, phút trên. Bóng đèn đó, bóng đèn đó. Bóng đèn ta kìa. Dây giờ cái này anh bấm đọt lên xuống mình cắt góc luôn nha mà.
Rồi tiếp cho ba đang ướt luôn rồi, mày khỏi cắt, để đi. Một hai ba. Thôi thôi, lại kéo đây. Bỏ máy đi. Kéo, kéo khí đi rồi mấy ông. Trời ơi, kéo gì sợ. Một hai ba. Buồn đệ, bỏ máy lên đi, lại kéo tiếp. Mày bỏ máy gì đi. Không có chung máy đâu. Để vậy. Đó. Đâu mà chung máy, thời nào chung máy. Gần chung ấy. Thì không mở miệng thì nó phải nặng kéo rồi. Miếng miếng da à. Cái cây luôn gặp. Đây là cái cây luôn nè, thấy không? Quá bằng luôn. Cái này bị tim rồi. Cái này để năm nữa bọng rồi. Xong hết hai cây luôn nha các bạn. Mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Đây là trong khuôn viên của nhà thờ nha các bạn.